những giây phút thăng hoa của nghệ sĩ, những màn trình diễn bùng nổ và những sự chia sẻ đầy cảm động. Đến với live show dấu ấn và gặp gỡ nhân vật thứ 7, nữ ca sĩ Hiền Thục. Trong gần 25 năm ca hát, Hiền Thục đã bứt phá thành công của chính mình để trở thành một trong những nữ ca sĩ Việt Nam nổi tiếng hiện nay. Ngày xưa ta yêu nhau, mỗi khi em dội hơn là bật khóc để anh vỗ về an ủi. Sợ rằng đôi khi cơn mưa ấy khiến cho anh buồn và nhớ đến ai. Xuân mang niềm tin tới, bao la nguồn yêu mới như hoa mai đã bay bay. Give you my heart, I'll give you my soul. Baby don't go, and do you know? Yêu và yêu hết con tim này, dù bao nụ hôn thôi không ngất ngây, dù anh giờ đây lãng quên. I'll live together, just only live together. Chỉ là những phút bên anh em hay giận hờn vu vơ. Ngày tháng tháng trôi qua yêu thương giờ này cũng đã trôi xa, mà lòng chẳng thể quên đi tình dấu đã chia ly. Đón xem live show dấu ấn Hiền Thục được truyền hình trực tiếp vào lúc 20 giờ thứ bảy ngày 1 tháng 3 trên kênh VTV9 và tiếp sóng trên một số đài địa phương khác. Cùng đến và cảm nhận.